Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin bất động sản 24 giờ trên truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, nhiều dự án tại thành phố Hồ Chí Minh đang bị chậm tiến độ cần khắc phục. Theo nguồn thông tin ghi nhận, đây là một trong những nhiệm vụ mục tiêu của thành phố từ nay đến cuối năm. Riêng tại thành phố Thủ Đức, chính quyền địa phương vừa có buổi khảo sát 4 cây cầu trọng điểm gồm cầu Nam Lý, cầu Tăng Long, cầu ông Nhiêu, cầu ông Bồn bị chậm tiến độ trên địa bàn, từ đó đưa ra phương án tháo gỡ các vướng mắc giúp các dự án sớm hoàn thành. Trong bốn dự án trên thì cầu Tăng Long và Nam Lý là hai cây cầu xây dựng giang dở nhiều năm, các hạng mục có dấu hiệu xuống cấp. Tại buổi khảo sát, chính quyền thành phố Thủ Đức khẳng định việc chậm bàn giao mặt bằng đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các dự án. Điều này khiến nhiều người dân đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Ngoài ra, việc nâng hệ số điều chỉnh giá đất ở thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở để chính quyền địa phương đề xuất nâng mức giá bồi thường tiệm cận với giá thị trường. Đây cũng là một trong những giải pháp mà thành phố Thủ Đức đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Hội tụ nhiều tiềm năng gia tăng giá trị, đảm bảo tính thanh khoản cao, shop hào biển đang là sản phẩm được khao khát trong giỏ hàng của các nhà đầu tư vào cuối năm nay. Đối với mọi thị trường đầu tư, Tài sản càng nhiều người muốn sở hữu thì càng có tính thanh khoản cao. Trong lĩnh vực bất động sản, shop hào biển nằm trong số những sản phẩm khẳng định sức thu hút đặc biệt, như vậy ngay từ khi mới ra mắt. Sức hấp dẫn của shop hào biển đến từ sự khan hiếm với nguồn cung nhỏ giọt, thường chỉ chiếm không quá 5% tổng số căn hộ thuộc dự án. Hơn nữa, với lợi thế nằm trong các điểm du lịch nổi tiếng, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ của xu hướng all-in-one, shop hào biển thường nằm ở những trục đường huyết mạch, Vừa nằm gần chuỗi tiện ích nội khu để trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho khách hàng, vừa dễ dàng kết nối ra bên ngoài dự án cũng như thu hút nguồn khách vãng lai. Đây là vị trí đắt giá để linh hoạt cho thuê dài hạn hay khởi sự kinh doanh của các loại hình như cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc, minimart, spa, nhà hàng, cà phê, cửa hàng thời trang với dòng khách lớn duy trì đều đặn trong năm. Giới chuyên gia nhận định một trong số trường hợp, sắp hoa biển có tính thanh khoản ở mức độ tối đa, nhưng nhà đầu tư không bán vì chẳng ai muốn bán đi một cỗ máy in tiền. So với gửi tiết kiệm, đầu tư nhà phố biển Thanh Long Bay mang đến khoản lợi nhuận tối ưu hơn rất nhiều cho nhà đầu tư nhờ chính sách chiết khấu 30%, tương đương lời ngay 2 tỷ đồng trên một căn cùng giá trị sản phẩm tăng trưởng liên tục theo thời gian. Một điểm sáng dịp cuối năm khi dự án Thanh Long Bay vừa tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt nhằm mang đến cơ hội đầu tư an toàn với lợi nhuận hấp dẫn cho dòng sản phẩm nhà phổ biến. Theo đó, chỉ có 35 suất đầu tư với các sản phẩm nhà phố, The Song and The Sound, được áp dụng chính sách chiết khấu ngay 30% từ ngày 20 tháng 10 đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2022. Đây là cơ hội hiếm hoi dành riêng cho các nhà đầu tư nhanh nhạy. Ngoài ưu đãi chiết khấu, các nhà phố này còn mang đến kênh đầu tư sinh lời hiệu quả giúp nhà đầu tư nhanh chóng hoàn vốn, và thu lợi nhuận liên tục từ các hình thức cho thuê mặt bằng hoặc trực tiếp khai thác thương mại thông qua các kênh như cho thuê lưu trú, nghỉ dưỡng hay kinh doanh cà phê, thời trang, ba nhà hàng vân vân. Những gì đang diễn ra tại thị trường Bình Thuận tương tự như Quảng Ninh, Phú Quốc trước đó khi có cao tốc, sân bay thì giá đất đã liên tục tăng gấp nhiều lần. Do đó, sự tăng trưởng về giá của bất động sản Bình Thuận cũng dễ dàng đoán định và đây là cơ hội để các nhà đầu tư đón sóng thị trường và sinh lời trong dài hạn với nhà phố biển Thanh Long Bay. Thưa quý vị, từ con đường Hoàng Quốc Việt, một trong những đại lộ đẹp nhất của tỉnh Quảng Ninh, Nhanh chóng kết nối với tuyến đường 10 làn xe trên quốc lộ 18, cao tốc Hà Nội, Hải Phòng hay khu du lịch Bãi Cháy, Hòn Gai, Cái Lân. Phường Hùng Thắng đang sở hữu nhiều lực đẩy về hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị, thúc đẩy làn sóng dịch chuyển về khu Tây Nam an cư cũng như đầu tư bất động sản tranh diện mạo mới của Hùng thắng còn được tô điểm bởi hệ sinh thái du lịch do thiên nhiên ban tặng. Từ vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới đến công viên rừng Hạ Long quy mô 650 ha. Nhìn từ số liệu 6 tháng đầu năm 2022, với tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 5 triệu lượt, tăng 107% so với kịch bản tăng trưởng. Doanh thu du lịch của tỉnh đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 122%. Có thể thấy triển vọng thu hút khách du lịch tại Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng, cũng như phường Hùng Thắng là điều hoàn toàn khả thi. Đây cũng là động lực để Hùng Thắng sớm vươn lên trở thành trung tâm mới của Hạ Long, thúc đẩy việc hình thành chuỗi dự án lớn của khu vực này. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Bất Động Sản 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!